Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ và thoải mái. Lan Phương bất ngờ nói về clip bạo hành con, những ngày cuối của mẹ Mai Phương. Scandal clip được cho mẹ ruột cố diễn viên Mai Phương bạo hành con những ngày cuối đời đã gây rúng động mạng xã hội. Sau đó mẹ của nữ diễn viên quá cố cũng đã lên báo giải thích, trần tình sự việc nhưng có vẻ không mấy ai tin lời bà nói. Tuy nhiên sự việc nhanh chóng khép lại để người ra đi được thanh thản. Ít phút trước, diễn viên Lan Phương gây bất ngờ khi nhắc lại câu chuyện không vui nói trên. Cô cho biết, định viết về em đã lâu nhưng còn ngần ngại. Hôm qua đọc phỏng vấn của bố mẹ em về những video được phát tán và các bình phẩm trên mạng, Phương mới thật sự muốn viết. Nữ diễn viên Nàng Dâu Order cho biết khi xem được clip phát tán, ai cũng chỉ biết chỉ trích và mắng người mẹ. Nhưng theo cá nhân cô, vấn đề là do cách xử lý vấn đề của người mẹ chưa khéo. Phương cũng đã xem qua một video dài phát tán trên mạng và từ đó bao nhiêu điều tồi tệ nói về cha mẹ em. Nhưng đầu tiên mong mọi người hãy nhớ là 99,9% người mẹ luôn thương con, luôn sẵn lòng làm mọi thứ về con, từ con người đến muôn loài khác. Nhất là một người mẹ đã nuôi dạy và bên con đến lúc con mất thì không có gì phải hoài nghi về người mẹ đó cả. Có chăng chỉ là cách xử lý vấn đề của người mẹ có thể là chưa hoàn hảo. Nhưng người mẹ nào cũng cố gắng nhất trong khả năng của mình để mang lại điều tốt nhất cho con, theo cách mẹ nghĩ. Xem video Phương đã tin chắc là phải có chuyện xảy ra trước đó thì người mẹ mới phản ứng như vậy. Còn ai hay chuyện gì gây ra để người mẹ phản ứng quá khích như vậy thì không người nào xem được biết. Mà người xem trên mạng chỉ xem và tự đánh giá dựa vào cái video không đầu không đuôi đó. Lan Phương khẳng định, không có lửa thì không có khói. Chỉ ở góc nhìn người ngoài cuộc nhìn vào câu chuyện, không người mẹ nào không thương con. Bạn bè hay đồng nghiệp chỉ ghé lại chơi chốc lát rồi thôi. Nhưng ba mẹ mới là người ở bên cạnh, chăm sóc con những ngày bệnh tật. Nên bên trong câu chuyện phải có nguyên nhân sâu xa. Nghe người mẹ nói về việc tiền nong thì Phương hiểu ý bà giận dữ nói rằng mọi người cho con bà được bao nhiêu tiền mà muốn quyết định mọi thứ thay bà. Mà cuối cùng người chịu đau khổ nhất khi con mất là bà chứ không phải ai khác. Không ai sống thay cuộc sống ông bà được. Ai đó ghé vào rơi nước mắt một chút rồi sẽ lại đi. Ai mới là người thật sự ở lại chăm lo cho gia đình đó ngoài cha mẹ em. Trong cái giận dữ đó có cái đau đớn lắm. Nhưng có mấy ai muốn hiểu khi số đông đang muốn chĩa mũi dao vào bà. Thành thật mà nói, Phương không ủng hộ việc video được cố tình quay và cố tình phát tán như vậy. Trước tiên đó là chuyện riêng của nhà người ta, là chuyện xâm phạm quyền riêng tư của người bệnh và gia đình họ. Em có đồng ý cho người nào đó đang ở trong nhà em quay lúc em tiều tụy nhất và gia đình đang rối ren nhất rồi phát tán không? Video phát lên có mang lại điều gì tốt lành ngoài việc rêu rắc sự phẫn nộ vào cha mẹ em? Con gái em còn quá nhỏ, mất mẹ đã là điều thiệt thòi quá lớn rồi. Giờ mọi người còn muốn găm vào đầu con là ông bà ngoại con rất tệ. Vậy một đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào đây? Mọi người đang muốn có chuyện để nói trong những ngày dịch buồn tẻ chăng? Mọi người có nghĩ đến con gái nhỏ của em, có mong bé nhỏ có gia đình, có mong em ra đi thanh thản với nụ cười rằng gia đình đã vô cùng yêu thương em, chỉ là cách thể hiện tình yêu không khéo không? Không ai có thể hiểu chính xác chuyện bên trong của một gia đình, nhất là khi họ đã trải qua mấy chục năm bên nhau. Trong cách hành xử luôn sẽ có những điều gây bất mãn, nhưng điều cuối cùng là yêu thương họ vẫn dành cho nhau. Phương cũng từng giận cha mẹ vì những chuyện cha mẹ không hiểu và không ủng hộ Phương chứ. Nhưng khi Phương hiểu rằng cha mẹ yêu và có thể làm mọi thứ vì Phương theo cách của cha mẹ, thì Phương vẫn trân trọng những gì cha mẹ làm và yêu cha mẹ nhiều hơn. Không ai là không mắc sai lầm, hiểu ra để làm tốt hơn, với tình yêu lớn hơn mới là điều quan trọng. Hãy đánh giá bằng sự thương cảm và suy xét cẩn thận trước khi dồn ai đó vào đường cùng. Qua sự việc, cô cũng muốn nhắn nhủ đến các bậc làm cha mẹ như mình rằng hãy dành nhiều tình yêu thương nhất có thể cho con, hãy yêu con vô điều kiện, hãy thể hiện tình yêu đó, đừng trách móc dè biểu con khi con làm sai ý mình. Điều này sẽ là nền tảng để con chúng ta lớn lên là những người tuyệt vời và sẽ luôn coi chúng ta là bạn tốt nhất để luôn quay về chia sẻ, lắng nghe và yêu thương chúng ta hơn. Có điều đó, sẽ không gia đình nào lâm vào hoàn cảnh đáng thương như nhà em. Phương tin chắc điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.